Mình hướng dẫn các bạn là cách làm dồi lợn. Thì nguyên liệu của nó thì gồm có là lòng già với lại mỡ dối. Thì cân lên trọng lượng cái này khoảng độ tầm 600 gram. Đấy, rau thơm này. Rau thơm các loại này. Thêm ít lạc với lại hành tươi. Ngoài ra thì gia vị thêm nữa là mắm với lại muối. Giờ chúng ta bắt tay vào làm nhé. Chú ý lòng già này là mình sẽ bóp cái muối hạt này này các bạn này. Mình rửa sạch, mình lấy cái muối hạt mình bóp. Bóp sau đấy mình sẽ xả qua nước lạnh, mình rửa sạch nó đi. Còn với cái mỡ dối, mỡ lá này này, thì sau khi mà mình rửa nó thì mình sẽ để ý cái hạch của nó. Còn nó có hạch thì mình sẽ nhặt bỏ, mình dứt bỏ nó ra. Cái hạch này là cái nó nổi cù cù lên, nó cứng cứng vậy. Mình đang rửa cái lòng già này. Bây giờ mình đã rửa xong rồi. Lạc sống này chúng ta không có rang nha các bạn nhé. Về hành lá này, càng nhiều hành càng thơm này. Ở đây mình khoảng độ tầm lạng 6, lạng 7, lạng 8 hành. Lạng 8 hành lá các bạn nhé. Lạc mình sẽ cho vào cối, mình giã. Lạc mình sẽ giã dập như thế này các bạn nhé. Như thế này là được rồi này các bạn. Đừng nhỏ quá các bạn nhé. Hành chúng ta sẽ thái bé như thế này nhé. Sau đấy cho tất vào một cái nồi này để trộn nó lên. Về rau thơm cũng thế, chúng ta cũng thái bé như thế. Chúng ta cũng cho vào đây. Cho lạc nó luôn. Tiết heo khoảng độ 4 lạng 1 các bạn nhé. Đấy, mình sẽ trộn đều các hỗn hợp lại. Thì sau đấy mình sẽ cho tiết heo vào. Bạn thấy ngon chưa? Bắt đầu ngon chưa? Thơm của lạc và của rau. Ở đây mình sẽ cho một ít mì chính, một ít bột canh. Chúng ta lưu ý cái tiết nhé. Nếu mình hỏi, khi mà mình mua tiết mình hỏi xem là họ hãm nó có mặn hay là không mặn nhé các bạn nhé. Để mình gia giảm cái gia vị cho nó hợp khẩu vị của mình. Giờ mình quay sang cái phần lòng già này, mình sẽ buộc cột chặt lại cái đầu. Mình quay sang đầu bên kia và bắt đầu mình lấy thìa, mình múc, mình nhồi nó vào. Mỗi một lần múc như thế xong rồi bắt đầu mình sẽ vuốt nó xuống. Vuốt nó xuống, vuốt nhẹ nhàng lại tiếp tục. Sau khi nhồi hết xong rồi thì mình sẽ cột lại cái đầu của nó lại. Nếu mà mình kiếm được, mình mua được cái loại lòng bé, mình nhồi thì nó sẽ nhỏ hơn.
Là đã xong rồi, bây giờ mình sẽ cho nước vào mình luộc các bạn nhé. Bây giờ là mình sẽ cho vào mình luộc lên bác bếp. Các bạn lưu ý lúc mà nó sôi á, thì mình sẽ vặn nhỏ lửa lại. Và mình sẽ chuẩn bị lấy cái đầu nhọn hoặc là cái tăm, mình chọc một vài lỗ để cho nó thoát cái hơi ở trong cái lòng ra, nó đỡ bị vỡ cái lòng. Đấy, bắt đầu là nước nó sôi này, là lòng bắt đầu nó căng. Thì trong lúc mình luộc mình để ý nó hơi chín một cái là mình sẽ chọc. Đấy. Nhẹ thôi để cho nó ra hơi chứ không phải là đấy. Đấy, mình chọc nhẹ thôi nhé các bạn nhé. Vặn nhỏ lửa lại. Trắng đẹp là chuẩn bị một ít cái nước nguội để nguội. Các bạn lưu ý này, muốn lòng nó trắng nó giòn á thì mình sẽ chuẩn bị một cái chậu nước lạnh. Sau đó mình khi lòng đã lược đã được rồi mình sẽ vớt ra vào cái chậu nước lạnh đó. Mình lưu ý này, khi mà mình nấu mình chọc, nếu mà nó vẫn còn ra cái nước đỏ thì là chưa chín. Còn nếu mà nó không ra nữa thì là đã chín rồi nha các bạn nhé. Đây là thành phẩm mình đã xong rồi đấy các bạn. Ở ngoài quán người ta sẽ đựa cái lòng nó nhỏ hơn nhiều, nó làm để cho nó tiết kiệm nhân. Còn mình đây làm gia đình ăn nên là cái chất lượng bao giờ nó vẫn hơn hẳn. Bạn nhìn thấy ngon chưa? Ngon quá là ngon. Đấy, mình đã xong cái thành phẩm của mình. Chúc các bạn thành công nhé. Mình sẽ làm được một món cho gia đình mình thưởng thức.